Em xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay em sẽ chia sẻ cái cách chuyển đổi cái địa điểm, cái kênh của mình từ nước này sang nước khác. Rất là đơn giản. Nhưng mà mình chia sẻ nha mọi người. Mình chuyển cái địa điểm là mình sẽ chuyển từ cái quốc gia này sang địa điểm của quốc gia khác luôn. Chứ không phải là mình vô cái kênh của mình chuyển cái nơi cư trú quốc gia là đúng nha mọi người. Như vậy lúc trước giờ mọi người làm là sai nha. Thì để biết đúng hay sai thì em sẽ vào cái Google Chrome, em chia sẻ cho mọi người nha, để chuyển thật sự sang cái quốc gia khác luôn. Thì đầu tiên mình sẽ vào cái Google Chrome. Mình vào cái kênh của mình đó mọi người. Mình sẽ vô cái trang chủ YouTube nha. Đó, rồi. Thì mọi người hãy đăng nhập vào cái kênh của mình. Ví dụ mọi người muốn đăng nhập thì hãy nhập vào chỗ này nè. Nếu mà mọi người chưa có đăng nhập thì mọi người nó kêu mình đăng nhập thì đăng nhập vô. Cái này là em đã đăng nhập rồi nên là em không cần phải đăng nhập nha. Khi đã vào giao diện này rồi thì mọi người phải nhấp vào cái dấu ba chấm trên phải nè. Mọi người chuyển sang cái giao diện của máy tính nha. Mọi người nhấp vào cái chỗ ô vuông trang web dành cho máy tính nè mọi người. Mọi người nhấp vô nha. Đây, sau đây là sẽ là cái cách truyền thống mà xưa giờ mọi người làm. Nó không có đúng nha mọi người, nó sai hoàn toàn. Nó không đi cái địa điểm của mình sang quốc gia khác. Nó chỉ như cũng như không thôi. Thì em sẽ làm lại cho mọi người một lần. Khi đã vô cái giao diện này rồi thì mọi người nhấp vào cái kênh của mình. Chốt trên phải nè, chỗ dấu ba gạch ba chấm mọi người. Nhấp vô cái kênh. Đây, rồi sau đó mọi người chọn. Đây, em sẽ đưa gần lại cho mọi người nha. Mọi người sẽ thường dùng chọn cái hàng thứ hai này, YouTube Studio nè, là mọi người hay chọn cái chỗ này nè. Đó, rồi nó sẽ đưa vô cái giao diện thì mọi người sẽ chọn cái chỗ góc dưới cùng này nè, dưới cùng là chỗ tay nè mọi người, nhấp vô chữ đó chính là cài đặt đó mọi người. Đó, sau đó mọi người sẽ nhấp vô chữ kênh nè. Đó, sau đó mọi người thấy chữ thông tin bảng không, để quốc gia cư trú. Nếu mà mọi người á đang ở Việt Nam, mọi người muốn chuyển sang các quốc gia khác là ở Ấn Độ, mọi người nhấp vô đây. Là như vậy á, thật sự á, nó không có tác dụng nha mọi người, nó cũng như không thôi. Nó cũng nằm ở Việt Nam mà mọi người. Để có tác dụng á, thì mọi người phải quay lại một bước. Mọi người không có nhấp vô đó. Mọi người nhấp vô đó rồi, nhưng mọi người phải làm thêm một bước nữa. Mọi người hãy vào bước này nè. Nhấp vô chỗ cái hình đại diện của mình, cái kênh á. Mọi người thấy không? Nó để địa điểm Việt Nam rõ ràng luôn. Hồi nãy em đã chọn Ấn Độ rồi đúng không? Quốc gia cư trú Ấn Độ, nhưng mà ở đây vẫn còn chữ là địa điểm Việt Nam nè. Mình phải chọn cái này nó mới đúng nè mọi người, chọn cái kia nó sai. Đó, mình phải vô đây, nhấp vô chữ Việt Nam. Mọi người muốn chuyển sang nước nào thì hiện tại nó sẽ nổi nước nhấp hết trơn nè. Mọi người chỉ cần nhấp vô cái nước đó thôi. Ví dụ em muốn chuyển sang Ấn Độ đúng không? Em nhấp vô cái chữ Ấn Độ. Đó, như vậy là xong, như vậy là mới đúng nha mọi người. Hồi trước giờ mọi người làm là đều sai hết, không có chuyển sang cái quốc gia khác đâu. Rồi để muốn chắc ăn đúng không? Mọi người hãy nhấp lại khi đã chọn xong. Đây, địa điểm Ấn Độ nè mọi người, nó đã hiện lên nè. Cái này là mới chính xác 100% là đã chuyển sang nước ngoài nha mọi người. Mình muốn làm kênh nước ngoài thì đã chuyển sang nước ngoài nha. Còn như nãy làm là không bao giờ chuyển sang nước ngoài được, nó cũng lẩn quẩn ở Việt Nam thôi.